Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay em Thọ sẽ giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một cái lô góc cực kỳ đẹp ở trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì như anh chị thấy trên màn hình, vị trí lô đất được em Thọ đánh dấu bằng mũi tên màu vàng ở trên màn hình anh chị nhá. Lô này là lô góc hai mặt tiền và có diện tích bề ngang được 10m anh chị ạ, và chiều sâu của nó đi vào được 19m. Thổ cư là 100% một lô góc cực kỳ đẹp. Anh chị có thể để ý là đối diện lô đất này là có một quán cà phê ngay đầu đường đi vào, đó là quán cà phê K9, và sau lưng nó cũng có một quán cà phê nhỏ nhỏ anh chị nhá. Vị trí này thì là vị trí đầu đường, cho nên là anh chị kinh doanh buôn bán các mặt hàng như quán cà phê hoặc là sau này có thể làm quán ăn thì cực kỳ thuận lợi anh chị nhá. Và để trên màn hình anh chị có thể thấy thì hiện tại lượng nhà dân về xây dựng trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng tại thời điểm hiện tại là khá là đều anh chị nhé. Các nóc nhà mọc lên mới rất là nhiều đấy anh chị này. Đây là một trong những cái tín hiệu mừng cho những anh chị khách hàng đầu tư bất động sản trong các khu dân cư, khu đô thị như vậy anh chị nhé. Và anh chị có thể để ý là ở những cái trục đường, và trục đường 72m này anh chị này, thì hiện tại lượng nhà dân về người ta tự xây kết hợp với lượng nhà của công ty xây đấy anh chị. Thì theo em Thọ thống kê thì trục đường này thì nó dài khoảng 1 cây số ấy, thì người ta xây khoảng đến 40% rồi đấy anh chị. Xây khá là nhiều rồi, và trục đường này bây giờ kinh doanh cho thuê rất là ổn anh chị nhá. Và trên màn hình anh chị có thể thấy là cái lợi thế của những cái lô đầu đường giống như cái lô góc này anh chị này, là người ta cũng vừa kết hợp là bán quán cà phê và kết hợp là làm văn phòng luôn anh chị nhá. Rất là tiện đối với những cái vị trí đầu đường như vậy. Và hiện tại thì thị trường bất động sản anh chị thì là cũng đi xuống và đóng băng được khoảng hơn một năm rồi, và giá bất động sản bây giờ rất là rẻ. Và nếu anh chị khách hàng nào mà người dân Đồng Xoài hoặc là những anh chị khách hàng nào đang có ý định đầu tư ở trong khu Cát Tường Phú Hưng ấy, trong các khu đô thị đấy anh chị, nếu mà về Bình Phước mà đầu tư vào các khu đô thị thì Cát Tường Phú Hưng hiện tại anh chị nên lưu ý mà đầu tư anh chị nhá. Em Thọ có thể trình bày những cái ý kiến cảm quan của em Thọ thôi, nhưng mà anh chị nếu mà muốn đầu tư những cái đất nền dự án thì nên lưu ý dự án này, vì dự án này bây giờ giá của nó rẻ lắm anh chị ạ. Giá đợt này nó bị giảm về đến cái tầm cái thời giá của trước Covid 2019 luôn đấy anh chị. Có những lô mà hầu như là bằng với giá chủ đầu tư bán cách đây khoảng gần 5 năm đấy. Đây là một trong những cái món hời cực lớn nếu anh chị có lưu lượng tiền mặt có sẵn để về đầu tư tại dự án này. Tại vì nó có những cái lý do như vậy anh chị này. Thứ nhất, vị trí của nó rất là đẹp, nó đối diện khu công nghiệp Đồng Xoài 3 và nó nằm ở mặt tiền đường tuyến tránh quốc lộ 14. Thì nếu anh chị nào ở ngoài Bắc ấy, thì anh chị cứ để ý là hầu như tỉnh nào người ta cũng có đường tránh thành phố hết. Thì ở Đồng Xoài, Bình Phước là đây là đường tránh thành phố anh chị nhá. Và thứ hai là khu này là nó nằm ở giữa trung tâm của các khu công nghiệp lớn như là Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2, Đồng Xoài 3, Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú. Đấy, và Bắc Đồng Phú thì nó có Bắc Đồng Phú A, Bắc Đồng Phú B nữa anh chị ạ. Nó rất là nhiều công nhân và nhiều kỹ sư, cho nên là cái lưu lượng nhu cầu thuê nhà trong của chuyên gia người nước ngoài cũng như là chuyên gia người Việt Nam ở trên khu vực Đồng Xoài, Đồng Phú ấy, người ta đổ xô hết về trong Cát Tường Phú Hưng này anh chị này. Đấy, cho nên là giá cho thuê nhà trong này đang cho thuê rất là được giá. Đấy, và hiện tại giá đất đang cực kỳ rẻ luôn anh chị ạ. Em Thọ tính sơ qua như vậy anh chị này, giống như lô này là khoảng 16,3 triệu m², chủ đang gửi bán là 3,1 tỷ anh chị nhá. Thì bình quân trong Cát Tường Phú Hưng anh chị cầm cái mức giá khoảng 10 triệu đến 15 triệu là mua thoải mái luôn anh chị nhá. Đấy, những lô góc mà góc đẹp thì nó chỉ nhích hơn một chút thôi. Đấy, mà đất ở trong Cát Tường Phú Hưng anh chị nhá, nó gần mọi tiện ích luôn. Nếu mà xét về các tiện ích hiện hữu thì trong khu này nó có khoảng 20 công viên lớn nhỏ, có cả quảng trường ánh sáng, có cả công viên nhạc nước. Nó có khoảng 18 cái công viên nhỏ để có sẵn máy tập thể dục cho anh chị luôn. Và tiếp theo là nó lại gần trường học liên cấp luôn. Liên cấp ở đây đó là liên cấp từ mầm non anh chị này, rồi cấp 1 này, cấp 2 này. Đấy, là ở ngay đầu đường này hết rồi, trạm y tế cũng ngay đầu đường rồi. Còn các cháu nhà mình đi học á, các cháu chỉ cần đi bộ là tới nơi thôi. Đấy, cho nên là đối với những cái loại hình mà bất động sản dự án như vậy anh chị này, thì mình đánh vào những cái dự án mà tiện ích nó hiện hữu, nó nhu cầu thực, giá trị thực, chứ nó không bị ảo anh chị nhá. Anh chị cứ để ý nếu mà đầu tư bất động sản dự án mà những cái khu vực nào nó làm đẹp đến mấy nhưng mà nó không có tiện ích cơ bản đấy, như
trường học, bệnh viện, rồi chợ, rồi các tiện ích hiện hữu phục vụ một cái đời sống cơ bản của một gia đình ấy, thì dù có đẹp đến mấy nó cũng không có thanh khoản được. Còn trong Cát Tường Phú Hưng ấy, nếu ai mà kẹt bán giá rẻ sẵn sàng có người ta ôm ngay anh chị nhá. Đấy, còn đối với những cái lô góc như vậy anh chị này thì anh chị cứ cân đối đi, thì lô này bây giờ khoảng 16.3 triệu một mét vuông, thì theo cái tầm nhìn của em Thọ ấy, nếu mà lô này mà khi mà dân cư về khoảng 20% thôi, lô này giá nó phải lên khoảng 25 triệu một mét vuông. Đấy, em Thọ thì đợt này đã không còn tiền mặt nữa đấy anh chị, chứ còn bây giờ trong Cát Tường Phú Hưng nhiều lô góc đẹp cực kỳ luôn cô chú anh chị. Đấy, nhà dân cứ vào xây đều luôn. Bây giờ 5 x 17 năm cô chú anh chị cầm 8,5 triệu vào đây mua thoải mái luôn. Đấy, em Thọ nói thật, qua 5 x 16 có những cái nền 800 nữa. Mà 5 x 25 trục đường 28m, ngay đường vào như vậy, xây nhà lên là có thể cho thuê được ngay. Mà cũng giá có 1,350 tỷ, dự án này là giá đang khá là rẻ so với mặt bằng giá của toàn bộ đất ở khu vực Đồng Xoài, Đồng Phú đấy anh chị. Thì cái nguyên nhân mà giá nó biến động chậm cũng là một phần là như vậy anh chị này, là lượng nền nóng này cũng tương đối nhiều đấy. Nhưng mà lượng nền nhiều thì nó lại lợi thế cho những người mà người ta mua để người ta khai thác sau này đấy anh chị. Nền nhiều thì dân nhiều đấy, dân mà ở nhiều ấy thì người ta kinh doanh buôn bán mới ngon đấy. Và kết hợp với là đợt này đấy anh chị, thì có ở Bình Phước là bất động sản nó hạ kinh khủng quá, có những cái khu vực mà giá đất đấy anh chị mua 1,7 tỷ bán 700 vẫn phải bán lên mà xuống chốt giá 600 hoặc hơn 600 một chút thôi. Đấy, đó là những cái khu vực như các tuyến của BKMX ấy, nó xuống rất là mạnh, cho nên là nhiều anh chị khách hàng tiếc của quá mà hạn ngân hàng thì tới rồi, nên là có đất trong Cát Tường Phú Hưng là bán tống bán tháo đấy, cho nên là mới xuất hiện những cái nền đất rất là rẻ. Anh chị cứ để ý, kể cả những anh chị khách hàng mà ở ngoài Bắc, anh chị mà thấy một cái dự án mà hạ tầng nó như vậy, vị trí nó như vậy mà giá đang rẻ như vậy thì em đảm bảo với anh chị là không hề có đâu. Đấy, nhưng mà ở Bình Phước lại nó lại có dự án này, nó bị cộng hưởng nhiều yếu tố anh chị ạ. Là khi mà cái lượng đất dân ở bên ngoài nó ảo quá rồi, bán không được, thì người ta vào trong này người ta bán là dính cái nhu cầu thực, nhưng mà nhu cầu thực ở trong này lại trúng vào thời điểm thị trường xấu, cái lưu lượng tiền mặt ở trong dân nó ít đấy, cho nên là những người có tiền người ta đi, người ta trả giá rất là sâu. Có những cái thương vụ trong Cát Tường Phú Hưng em thấy là người ta mua giá rẻ lắm, giá về giá trước Covid 2019 luôn anh chị ạ. Đấy, cho nên là anh chị nếu đầu tư thì nên cân nhắc cái dự án này, đặc biệt là những cái lô góc đẹp như vậy cô chú anh chị này. Góc này 16.3 mét vuông đang tăng giá thoải mái luôn anh chị. Đấy, thì em Thọ xin tổng kết lại cái lô đất ngày hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị. Đó là một lô góc hai mặt tiền đường nằm ở đầu đường của khu đô thị Cát Tường Phú Hưng. Và lô góc này có diện tích ngang 10, sâu 19, có hai hướng, một hướng Bắc và một hướng Đông. Đấy, thổ cư 100%, đất đã có sổ hồng sẵn rồi, giá bán là 3,1 tỷ cho cái lô đất này. Đấy, tương đương 16.3 triệu một mét vuông, quá là rẻ luôn. Thì cô chú anh chị đang xem video này của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này, hoặc mua lô đất này để về mình xây nhà, làm của để dành hoặc kinh doanh, thì cứ gọi về cho em qua số hotline em để trên màn hình. Và em Thọ xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video này của em. Chúc cô chú anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Nếu cô chú anh chị thấy video của em Thọ hay và bổ ích thì hãy cho em Thọ một lượt đăng ký kênh và một lượt like cô chú anh chị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.